mọi người đã quay trở lại với phim trường F1 của hệ thống bán hàng Đại Phúc, Đại Phúc Chassis. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu tới tất cả mọi người một sản phẩm mới, đó là một sản phẩm quạt trần không cánh thương hiệu Benny đến từ Thái Lan với thiết kế của Italia. Mời các bạn cùng vào video để xem sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Xin chào mọi người. Trước khi đi vào video bốc hộp sản phẩm, mình xin giới thiệu sơ nét một số đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm quạt trần không cánh Bendy BFC73BLS. Đường kính cánh của quạt là 730mm, công suất 60W, đèn LED là 36W, 3 chế độ đèn, động cơ DC, quạt gồm có 2 màu, bạc cà phê và màu trắng. Trong quạt đều có kèm theo hai cái ti là ti ngắn và ti dài. Ti ngắn thì từ mặt quạt lên tới trần là 358mm, ti dài là 434mm. Mời các bạn cùng vào video để xem sản phẩm như thế nào nha. Đây là sản phẩm Benny đang ở dạng đóng thùng. Sản phẩm được đóng rất là kỹ vì nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam, để đảm bảo sản phẩm không bị mớp méo hay bể vỡ. Đây là những cái thông số về kích thước đóng thùng của sản phẩm. Khi mở hộp ra thì các bạn sẽ thấy một cái phiếu khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng để đánh giá cái việc lắp đặt của nhân viên của chúng tôi. Mình sẽ quay cho các bạn xem sản phẩm màu trắng trước, sau đó là mình sẽ quay đến sản phẩm màu đen nhé. Trên mỗi sản phẩm quạt trần Benny thì đều có một cái số seri riêng. Chúng tôi sẽ dựa vào số seri này để bảo hành cho khách hàng. Đây là những cái phần linh kiện bên trong quạt chúng tôi đã bóc ra rồi đây. Mình sẽ đi vào giới thiệu từng cái linh kiện với tất cả mọi người trước nhé. Đầu tiên là hai cái phần ti quạt, một phần ti dài và một phần ti ngắn. Ốc vít tắc kê, găng tay để lắp đặt và một cái remote có kèm pin. Có một cái khay để bắn vào tường để các bạn để remote. Đèn LED là sẽ đóng riêng nhé. Sau khi các bạn lắp đặt xong quạt thì mới bắt đầu gắn tới bộ phận đèn. Còn đây là ốp ti trên và ốp ti dưới. Trong sản phẩm quạt trần không cánh Benny thì có một cái móc treo quả đấm. Với dạng móc treo này thì các bạn gắn quạt là rất là êm. Và một cái hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Thì nguyên lý làm việc của quạt trần không cánh Benny là sẽ lấy gió từ bên dưới và gió sẽ được thổi ra các phía. Mục đích chính là trang trí và giúp tản cái khí CO2 điều hòa không khí trong phòng. Vì lưu lượng gió của quạt trần không cánh Benny chỉ đạt khoảng 2/3 của một cái quạt trần 5 cánh thông thường. Còn đây là sản phẩm màu đen. Tùy theo cái nội thất gia đình mà các bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Ở bên trên là đều có cáp an toàn hết. Thiết kế cực kỳ độc đáo. Xin chào, mình đã quay trở lại rồi đây. Vừa rồi là sơ nét những cái linh kiện bên trong cũng như là tính năng của sản phẩm.
Bây giờ mời các bạn cùng di chuyển đến kho của Benny để xem chúng tôi xuất hàng đến tay khách hàng như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Alo, xin chào. Chúng tôi đang có mặt tại kho của Hoàng Benny. Hôm nay để chuẩn bị xuất hàng hoặc trần không cánh cho khách hàng tại Long Thành. Mời các bạn cùng theo chân tài xế để đến công trình của khách hàng nha. Xin mời.